Đây là những cái ngôi nhà của người Mạ, một cái cây nêu ở ngay giữa sân. Đây, ngôi nhà của người Mạ. Đây, chúng ta sẽ cùng đi tham quan này. Có một cái đây ngôi nhà này thì nó là một cái dạng nhà sàn làm khá đơn sơ bằng tranh đây và tre đây. Có một cái đường đi lên là cái bậc cầu thang như này, cũng giống như các ngôi nhà của các đồng bào dân tộc khác. Nó có máy buồm này. Vâng. Cái ngôi nhà này thì được làm cách điệu mái vòm rất là đẹp, nhìn từ trong nhà ra ngoài vườn đây. Đây là cái gì đây ạ? Cái bàn thờ. Ồ. Cái bàn thờ của người Mạ. Đây là cái khu vực rất là quan trọng của người Mạ đây. Các bạn nhìn nhé. Đây là bàn thờ đây. Làm từ những cái sợi dây rừng. Nhìn rất là đẹp. Hoa văn. Vâng, các cái hoa văn hình tam giác màu xanh, vàng và đỏ nổi bật. Không biết là Cái bàn thờ này là thờ ông. thờ ông ạ. Ở trong nhà thì có một bàn thờ thôi đúng không? Có hai bàn thờ. Vâng, anh Tiến ở bảo tàng Cát Tiên thì cho chúng tôi biết những cái thông tin rất là quan trọng. Ở trong nhà có hai bàn thờ, một thờ ông, một thờ bà. Đây là Đây, bàn thờ bà. bàn thờ bà đây. Anh Tiến ơi, Vâng. cái này cái vật dụng này là cái gì đấy ạ? Cái đó là cái vó đấy. Cái vó để bắt cá này các bạn. Đây. Đây là một cái vó để bắt cá của người đồng bào dân tộc. Vó bắt cá. Mình có thể rồi cái vó này thì cũng giống như các cái vó ở ở khu vực phía Bắc đúng không ạ? Không Cũng có khác, bốn cạnh. nó bốn cũng bằng bốn cạnh nhưng mà nó làm đơn giản là tháo gấp mà mình nhắc ở đây nè, nó rất là gọn gàng để đi suối đi sông đúng không, Vâng. rất là gọn gàng Anh có đó. thể ấy được không? Cái này có mở được Mở không được hay chứ, chị? À, anh thử mở em xem nào. thôi cái tí mình mở sau, bây giờ mình giới thiệu cái đang một Rồi, tí mình ok. mở đúng không, mở để đây Vâng. luôn đúng không. À, Đây rồi. là cái bếp của người Mạ. Rồi, khu vực bếp. Đây gốm của người Mạ luôn này, gốm người Mạ này Vâng. đấy. Đó, đây là cái một cái bình gốm, đây là cái tô. Đó. Gùi. Gùi cũng là những cái sản phẩm khá là gùi của người Mạ làm rất là tinh tinh tế. Đây là một cái sản phẩm thông dụng thôi. Cái đó là gùi nam nha, còn đây gùi có nữ này, gùi Đây nữ này. là gùi nam là như thế này. Gùi nam thì không có gì cả. Gùi nữ Gùi này nữ thì là đây. mảnh hơn, đẹp Gùi hơn, nữ được mảnh trang đựng trí. những cái đồ nó nhẹ hơn và trang trí đẹp hơn, hoa văn đẹp hơn. Các cái chi tiết thì cũng nhỏ nhắn hơn rất là nhiều. Rất tỉ mỉ, rất chi tiết. Tại sao ở trong nhà lại có một cái cây giống như Cái cây này nêu này? là cây nêu trong nhà là dùng để uống rượu cần. Khi cái gian này gian khách thì người ta làm cái nêu đây để buộc ra chế rượu cần và tiếp khách ở ngay đây. Và về phong tục uống rượu cần của người Mạ, trước khi người ta khách đến thì người ta mời rượu cần. Mà mời rượu cần thì trước khi khách uống thì chủ nhà sẽ đổ nước vào và tìm mà nếm thử và mời các thần nếm rượu trước trước khi là mời khách uống đấy. Và khi chủ nhà tiêm thì người ta chứng minh cho khách là rượu đó không độc, và người khách là người đầu tiên được uống rượu chứ không phải là người chủ nhà uống uống đầu tiên Rồi, đấy. các cái hoa văn này nó biểu tượng cho cái gì anh? Cái này các hoa văn này là Những cái hoa văn truyền thống đây. truyền thống của người người Mạ luôn này. Nó bây giờ người ta dùng cái sơn đó, hồi trước là nó chỉ có màu vàng với là màu đen là Vâng. chủ đạo. Màu đen thì người ta đốt cháy cái gỗ này nó sẽ đen này và nó Lấy bền với thời than. gian. Thứ hai, màu vàng là màu của nghệ là cái phổ biến, còn màu đỏ là sau này công nghiệp nó làm thêm cho nó sặc sỡ. Còn cái hoa văn này là để tượng trưng cho cái gì thì mình chưa nghiên Rồi, cứu đấy. phải đi sâu vào tìm hiểu về văn hóa của người Mạ thì mới biết được ý nghĩa của các cái hiện vật. Đây là một cái đầu đầu trâu. Là khi dùng trong lễ hội xong thì người Mã thì hay treo ra ngoài chứ không treo trong, Vâng. treo để đây cho mọi người chụp hình, Vâng. chứ còn người ta treo đây biểu biểu, biểu trưng sức mạnh. Vâng. Các cái giá để đồ đây Ra đây đồ là mình có làm nguyên văn cái ngôi nhà người Mạ không? đúng luôn, đúng nguyên văn luôn. Còn cái đây là cái một cái ná là biểu tượng của nó này, cái Rồi. ná của người Mã này, này dùng để trang trí thôi, Đây, đây là một cái ngôi nhà của người Mạ nhé. không Các dùng bạn đồ nhé. công nghiệp. Toàn bộ là bằng tre. Tre này, mây này, mấy nút mây Mây. này, không có Đó, đinh này, đây không có là dây mây. kẽm này. Rồi, giờ giới thiệu cái bó nha. Rồi.
Đây là chanh, tre, mây, tất cả những thứ như thế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem cái vó. Bây giờ thì anh Tiến sẽ giới thiệu cho chúng ta một cái công cụ lao động của công cụ là bắt cá. Đây, công cụ lao động bắt cá của người Mạ. Cái khu vực sông Đồng Nai là toàn bộ cái khu vực sông Đồng Nai là cái địa bàn cư trú chính của rất nhiều cư dân ở đây, trong đó có cư dân Mạ. Và việc đánh bắt cá ở trong các cái con sông, các cái bầu cũng là các cái kỹ năng sinh tồn của người Mạ. Đây là cái cách mà họ sẽ thả lưới để bắt cá. Đây có một cái chạc tre để cố định các cái đầu của lưới đó. Nó tức là người ta làm thao tác lắp ráp để... Vâng, lắp ráp này nó rất giống cái thao tác lắp ráp của các cái lều, của cái lều hiện nay. Đúng rồi. Đó, rất là đơn giản, các bạn thấy không? Bây giờ đã trở thành một cái vó rồi. Rất hay, rất hay. Đấy, cái vó này là một cái dạng vó nhỏ. Ở miền Bắc cũng có cái dạng vó như thế này, nhưng mà nó to hơn. Nó lại không được là gọn gàng, làm cái thao tác rất là gọn gàng, đi rừng đi đồ rất là thuận lợi. Đúng rồi. Vâng, đấy. Cái vó này thì tháo lắp rất là dễ dàng, đặc trưng lớn nhất là tháo lắp cực kỳ dễ dàng. Để tháo ra nha. Đó. Tháo lắp rất dễ và nó trở nên gọn gàng hơn khi mà người dân đi rừng. Các bạn thấy không? Một cái vó để đánh cá. Và ở đây thì tôi cũng đoán chắc là chủ yếu là đánh bắt các loài cá nhỏ thôi, đúng không anh? Vâng. Đó, anh Tiến là một người có thể nói là rất là say mê với các cái giá trị văn hóa vật thể cũng như phi vật thể của các đồng bào dân tộc ở khu vực Cát Tiên này. Hiện nay thì anh đang chịu trách nhiệm quản lý cái di chỉ khảo cổ Cát Tiên. Một cái công việc cực kỳ quan trọng đấy. Đây cũng là một cái địa điểm du lịch rất là lý thú các bạn ạ. Cả một cái khu vực rộng lớn, nơi có rất nhiều các cái địa chỉ khảo cổ, các cái di chỉ khảo cổ mà các nhà khoa học trong nước và ngoài nước đã dần dần tìm hé lộ ra cái chủ nhân thực sự của vùng đất này. Hiện nay chưa có những cái quan điểm khoa học được thừa nhận, nhưng mà rất nhiều cái quan điểm nói rằng là cư dân của cái vùng đất này có thể là người Mạ, nhưng mà đấy là một cái quan điểm chưa được chứng minh. Đáng được chứng minh. Đây, gọn gàng. Đây là... Vâng, đây. Sau khi mà đóng gói lại thì nó như này, rất gọn gàng để có thể đi ở trong rừng các bạn nhé. Rừng đúng suối rất đơn giản. Đó. Và bây giờ là cho vào nhà để bảo quản. Rồi. Rất hay. Cho vào nhà để bảo quản. Đó. Đưa vào trong nhà cũng khá là gọn gàng. Đó, đưa lên trên gác mái nhà, như vậy là xong rồi. Đó, hiện nay thì khi mà chúng tôi đi thực địa ở khu vực đồng bào người Mạ sinh sống ở bên Tà Lài thì cũng hầu như không còn cái nhà dài như thế này nữa. Cho nên đây là một cái địa điểm mà đang lưu giữ lại cái nhà dài truyền thống thực tế của người Mạ đây. Rồi bây giờ thì người Mạ cái niêu uống rượu trong nhà, cái niêu ngoài sân là cái niêu ăn trâu. Rồi. Vâng. Ok.